Chào mừng các bạn đến với hành trình yoga 90 ngày vì sức khỏe người Việt. Sau đây mời các bạn vào tập ngày thứ 8 cùng với Kim Toàn nhé. Như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu từ phần khởi động. Xoay chân tay bên trái trước. Đổi bên. Bài của ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chứng giãn tĩnh mạch. Chứng giãn tĩnh mạch nhé. Thôi xoay cổ bên trái trước. Giãn tĩnh mạch là một cái tình trạng rất là dễ xử lý nếu như các bạn biết trước và kiểm soát trước ở cái tình trạng mà bị nhẹ hoặc người ta chủ động phòng tránh trước. Đổi bên. Nghiêng hai bên. Cúi trước sau. Vung tay, nâng cao tay của mình lên. Vung lên. Hơi văng ngang. Hơi bước dòng chân. Thôi xoay hông. Bài tập của ngày hôm nay rất là có giá trị đối với những người có vấn đề về giãn tĩnh mạch. Thực ra bây giờ đấy, ở nội thành thì những người có vấn đề về giãn tĩnh mạch rất là hiếm. Nhưng cách đây khoảng tầm 10 năm, 20 năm đổ lại đấy thì rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì ở ngoại thành rất là nhiều. Phần lớn là do bây giờ mọi người mới có điều kiện và mới có quan tâm đến đổi bên, quan tâm đến sức khỏe thân thể của mình. Thành ra mình mới biết là mình có cái vấn đề sức khỏe là giãn tĩnh mạch, đúng không? Chứ trước kia do báo đài, sách vở, rồi các cái thông tin truyền thông không giải thích cho chúng ta, thành ra chúng ta không biết. Xoay lên tay. Xoay đầu gối nào. Xoay vào trong. Rồi. Hơi linh hoạt một chút xíu để giúp cái năng lượng của mình nó tăng lên. Tránh cái trường hợp chúng ta mệt mỏi quá, chúng ta sẽ chìm năng lượng của mình xuống. Đào ra. Thường những người khỏe đấy thì họ sẽ không tập đâu. Mà chỉ có những người yếu một chút rồi thì mới tập. Hoặc là những người phải rất là thông minh. Có nghĩa là họ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Họ sẽ chủ động chăm sóc trước khi nó có vấn đề đó nó xảy ra. Chùm hai chân. Có nghĩa là dự đoán được trước mọi vấn đề đấy. Đổi bên. Thôi. Căng cơ nào. Kéo cái đầu của mình xuống. Nghiêng trái. Đổi bên. Thôi xoay trái. Mỗi động tác chúng ta sẽ giữ khoảng 5-7 giây. Chục giây đổ lại. Đổi bên. Thôi đẩy lên. Đan hai tay vươn. Nâng cao vai của mình lên. Trong hành trình 90 ngày này, chúng ta không chỉ tập yoga, mà mỗi buổi tập Kim Toàn còn chia sẻ một lượng kiến thức
về một vấn đề cụ thể nào đó. Nếu như các bạn chăm chỉ tập từ buổi đầu tiên cho đến buổi cuối cùng, có nghĩa là khoảng 90 buổi đấy, thì mỗi ngày các bạn nghe một câu chuyện từ Kim Toàn. Kim Toàn cam kết là cái lượng kiến thức đó chắc chắn là sẽ dùng vào một việc nào đó rất là hữu dụng. Còn vai và vô hình chung các bạn không cần phải đọc nhiều sách vở, cũng không cần phải xem quá nhiều các cái kênh truyền thông. Các bạn vừa tập được vừa khỏe mà lại vừa được nghe giảm về các cái kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách rất là chủ động. Bài của ngày hôm nay như nhắc lại, Kim Toàn nhắc lại, chúng ta sẽ quan tâm rất là nhiều, tập trung khá là nhiều vào các kiến thức liên quan đến hệ thống tĩnh mạch của chúng ta nhé. Đặc biệt đối với nữ giới, đổi bên, hầu hết nữ giới đều có vấn đề liên quan đến tĩnh mạch của chân. Lý do thì có rất là nhiều lý do dẫn tới vấn đề đó, thì nát nữa vào bài chính Kim Toàn sẽ chia sẻ dần dần. Vào cuối buổi bao giờ Kim Toàn cũng sẽ tổng kết lại. Rồi thôi, nên căng tay. Đổi bên. Thôi bước rộng hai chân của mình, nghiêng người, đổi bên, mở mũi chân. Thôi lên, gặp người gặp sâu xuống. Ôm chân bên trái, gặp sâu người xuống. Đổi bên. Thôi đè hông, xoay người sang phải đè hông. Trong quá trình tập luyện ấy, thực ra yoga như Kim Toàn chia sẻ rồi đấy, nó chỉ là một cái giải pháp thôi để chăm sóc sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều cách đúng không? Giả thiết như chúng ta muốn khỏe mạnh lên thì chúng ta có vô vàn các cái cách khác nhau để giúp cho mình khỏe lên, thì yoga nó cũng chỉ là một trong những cái giải pháp đó thôi. Nhưng các bạn có để ý thấy rằng là thông qua yoga, Kim Toàn chia sẻ rất nhiều các cách khác nhau đúng không? Để làm sao các bạn nó lựa chọn cho mình một cái cách phù hợp nhất. Đổi bên. Ví dụ như để có một thể hình đẹp, chúng ta có thể sử dụng quần áo, trang phụ kiện, cũng có thể make up, đúng không ạ? Cũng có thể đi những chiếc xe đẹp, ở trong những căn nhà đẹp, cũng có thể cũng có người yêu xinh đẹp đi cùng, vô hình chung chúng ta cũng đẹp lên đúng không ạ? Hoặc là hay ngồi, ăn uống, nói chuyện hay làm việc ở những nơi xinh đẹp, sạch sẽ. Có thể có rất nhiều cách giúp cho chúng ta đẹp lên. Thì yoga là một trong những cái giải pháp giúp chúng ta đẹp lên thôi. Có rất nhiều cách khác nhau. Nếu như chúng ta có thể sử dụng được tất cả các cách và mỗi cách nó giúp chúng ta đẹp lên một chút, khỏe lên một chút, thì chắc chắn là tuyệt vời hơn rất là nhiều so với việc chúng ta chỉ sử dụng một vài cách đúng không ạ? Rồi đè gối. Mọi người thường nghe rất là câu rất là quen thuộc đúng không ạ? Nhất dáng nhì ra. Có nghĩa là sao ạ? Nếu như muốn làm đẹp thì việc đầu tiên chúng ta phải có cái nõi đã. Cái thể hình nó là cái cốt nõi. Và khi có cái cốt nõi rồi chúng ta đắp bồi thêm cái gì đó thì nó càng long lanh hơn thôi. Tránh cái trường hợp chúng ta đầu tư quá nhiều nguồn lực vào những cái việc thực sự là nó ít tác dụng nhá.
thành ra vừa lãng phí công của và nguồn lực mà hiệu quả đạt được không cao. Đổi bên. Thôi xào dọc. Cứ làm được đến đâu hay đến đó nhá. Những cái nhóm cơ liên quan đến ở khớp háng ấy cực kỳ là quan trọng đối với nữ giới. Các buổi sau Kim Toàn đã chia sẻ tại sao lại quan trọng. Các bạn càng mềm dẻo thì lợi ích về sức khỏe càng cao. Đổi bên. Thôi, vặn người. Hạ thấp người xuống. Thả thấp người xuống. Đổi bên. Thôi, chống hai tay vào hai bên đầu gối, ngồi thấp xuống. Thấp càng tốt, càng thấp nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thôi, đè cổ chân. Đổi chân. Nghiêng cạnh. Đổi bên. Thôi, vừa rồi là phần khởi động nhé. Sau đây chúng ta vào phần tập chính của buổi tập. Động tác đầu tiên của buổi tập ngày hôm nay, các bạn khép chặt hai chân vào nhau. Chúng ta có cảm giác này, hơi nhón cái gót chân của mình lên một chút xíu nhá. Hơi nhón lên một chút xíu, rồi đổ hết toàn bộ cái lực trọng lượng cơ thể vào hết tất cả các đầu ngón chân và ngón cái khép chặt vào nhau, gót chân cũng chạm vào nhau đúng không? Hai tay đan ở, hít sâu một hơi, duỗi thẳng tay lên. Đừng tập trung vào việc rút dài cuộc sống. Rồi, ánh mắt của mình thật đơn giản đấy nhá. Thật đơn giản này. Có cảm giác như các bạn có để ý không? Hầu như những cái người mà người ta tập tu đấy, hoặc người ta thiền, hoặc người ta theo một cái môn nào đó, thì cái sự tập trung của họ có thể là theo một cái tổ chức nào đó. Tổ chức cũng có thể là tín ngưỡng, cũng có thể là cơ quan nhà nước, hoặc cũng có thể là một doanh nghiệp nào đó. Thì khi họ tập trung công việc, họ tập trung làm một gì đó, thì ánh mắt của họ rất là có cái sự đặc biệt. Có một cái sự đặc biệt rất là rõ ràng. Có nghĩa là gần như là họ có thể bao quát được xung quanh nhá, chứ không nhìn thẳng một việc nào đó. Các bạn có thông qua đấy có thể nhìn ánh mắt của Kim Toàn đúng không? Gần như là nhìn xuyên hết về một hướng nào đó. Thông qua cái ánh mắt như vậy, chúng ta sẽ thu hút được sự tập trung vào trong. Hướng sự chú ý của mình vào phía các đầu ngón chân. Rồi, vừa tập Kim Toàn sẽ vừa giải thích nhá. Bài tập của ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào các cái vấn đề liên quan đến tĩnh mạch, đặc biệt là bệnh giãn tĩnh mạch ở nữ giới. Đối với nữ giới thì độ tuổi càng nhiều tuổi, nhất là sau sinh trở lên thì bị rất là nhiều. Nam giới cũng bị nhưng mà rất là ít, đại đa số là nữ giới thôi. Nguyên nhân đầu tiên ta phải tìm hiểu nhé. Rồi từ từ buông tay. Hạ tay xuống. Rồi đan 10 ngón tay vào nhau. Tiếp tục nào. Hết sâu một hơi bình tĩnh thôi. Đùng đỉnh nhẹ nhàng thôi. Cúi xuống. Trước khi tìm hiểu đến nguyên nhân của căn bệnh đó thì chúng ta phải biết cái chức năng của nó đã. Thứ nhất này, tĩnh mạch có tác dụng là đưa máu trở về tim. Sau khi máu đó đã đưa hết dinh dưỡng đi nuôi cơ thể rồi, thì để trở về tim, nó có 3 cái đường khác nhau.
Đường thứ nhất là lực hút. Lực hút là thông qua cái việc các bạn co duỗi tay chân, vặn vẹo sang phải hay trái. Ví dụ trong quá trình các bạn tập yoga này, các động tác vặn vẹo xoay phải hay trái thì do cái lực hút của cơ bắp nó sẽ hút máu về tim. Cái thứ hai là lực hít, có nghĩa là các bạn ngồi thẳng người lên, các bạn hít thở sâu thì tự động máu sẽ về tim được nhiều hơn. Còn nếu như các bạn ngồi gù lưng, các bạn đã ngồi một chỗ làm việc xong lại còn gù lưng thì các bạn đã mất đi hai chức năng để đưa máu trở về tim rồi, đúng không ạ? Và cái điều cuối cùng là cái van một chiều. Các bạn hình dung cái mạch máu của mình nó như cây tre đấy, thì mỗi một đoạn của cây tre nó có một cái đốt, thì mạch máu của mình nó đúng y xì như vậy. Và cái van một chiều các bạn hình dung giống như cái bồn cầu đấy, cái xả nước của bồn cầu ấy, chúng ta giật cái nắp một cái thì cái nắp nó lại úp lại xuống, đúng không ạ? Có chúng ta giật là mở cái nắp lên, sau khi cái lực máu nó đè xuống, nó úp cái van một chiều đó xuống. Rồi từ từ đặt tay vào hông, có thể chống tay vào hai đầu gối, đứng dậy cho dễ dàng. Đứng dậy chậm rãi thôi. Tiếp tục này, mở rộng hai chân bằng vai, hít vào vươn lên. Nào, thấy mạnh mẽ nào, móc ngón trỏ ngón cái vào nhau bẻ cong, rồi rút dài cột sống hơi bẻ cong một chút xíu thôi, không cần vội vàng gì đâu. Kim Toàn giải thích tiếp nhé. Sau khi chúng ta biết được cái chức năng làm việc của cái tĩnh mạch rồi, đúng không ạ? Thì thứ nhất, cái điều đầu tiên là cái nguyên nhân gây ra cái vấn đề giãn tĩnh mạch đó thì chúng ta suy ra từ từ đâu ạ? Từ cái việc, cái công việc của nó đấy, cái chức năng của nó đấy. Nếu như chúng ta không vận động hoặc ngồi im một chỗ trong thời gian quá dài thì sẽ dẫn tới làm sao ạ? Giảm mất 30% cái công suất mà máu đưa trở lại tim thông qua cái việc vận động đấy. Thì hầu hết những người ngồi nhiều này hoặc đứng nhiều, có thể là do cơ quan sĩ nghiệp đứng nhiều dây chuyền, hoặc là do nấu ăn nhiều đứng nhiều, hoặc có thể do dạy học hay là do cái chuyên môn ngành nghề của họ đứng nhiều hoặc ngồi nhiều, đúng không ạ? Thứ hai nữa là do cái quá trình họ đứng ngồi nhiều, họ không hít thở sâu được, thành ra họ cũng lù khà lù gù đấy, thì làm hạn chế 30% cái lượng máu đưa về tim tiếp nữa. Và cuối cùng là do cái chế độ dinh dưỡng kém, và hai cái nguyên nhân kia dẫn tới nữa, thành ra là chúng ta bị giãn tĩnh mạch. Thì đó là nguyên nhân dẫn tới nhá. Và tiếp theo là cái triệu chứng nào. Từ từ hít vào, đứng thẳng dậy, thở ra buông mỗi tay trái chống vào hông thôi. Nào, tay trái. Rồi chậm rãi nghiêng người sang bên trái, nghiêng được đến đâu hay đến đó nào, nhẹ nhàng thôi. Cái triệu chứng thì rất là dễ thôi, hầu như ai có vấn đề thì sẽ quan tâm rất là nhiều. Đầu tiên có thể là phù nề, hoặc là phồng cái mạch của mình ở phía sau đầu gối đấy, nó trông giống như con đỉa nó cắn vào chân đấy. Thứ hai nữa có thể là tê phù và ngứa, đúng không? Và tiếp theo đó là lâu dần sẽ dẫn tới tình trạng là cái tĩnh mạch của nó phình lên, nó làm cho mình rất là khó chịu, vừa là thẩm mỹ. Nhưng đại đa số thì mọi người là chủ yếu là mất thẩm mỹ là chính thôi. Người nào mà bị nhẹ đấy thì có cảm giác như nhìn thấy cái tĩnh mạch của mình nó đổi màu tím lên, thì nó chỉ giãn một phần rất là nhỏ thôi. Còn nếu như ai mà không may đấy thì có thể là giãn rất là nhiều, làm mất thẩm mỹ của cả đôi chân. Thường cái bệnh giãn tĩnh mạch này để mà tình trạng nặng thì nó có phải phẫu thuật đấy. Một số trường hợp là phải phẫu thuật. Rồi, triệu chứng rồi đúng không ạ? Rồi còn bây giờ đến giải pháp. Giải pháp là nếu như mình bị rồi đấy, từ từ đặt tay phải vào hông, siết eo kéo lên. Tiếp tục hít vào, nâng tay trái lên, nghiêng thở ra. Nếu như mà mình bị rồi đấy, các bạn hình dung này, trong trường hợp nếu như mình bị giãn tĩnh mạch rồi thì cái giải pháp đơn giản nhất là các bạn đeo tất y tế thôi. Cứ ra các cái hiệu thuốc ấy, hoặc là các quầy dụng cụ y tế, mình hỏi xem có các cái tất giãn tĩnh mạch, đúng không? Thì họ sẽ chia sẻ và họ sẽ hướng dẫn mình các cái tất đó. Còn nếu như mà bị nặng quá thì buộc phải sử dụng đến can thiệp đến bác sĩ chứ, đúng không? Rồi, các bạn hình dung ạ. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Rồi đặt tay trái vào hông, nên chậm rãi thôi. Rồi bước rộng chân, tiếp tục thật thoải mái, trải dài người về trước, gập người càng sâu càng tốt, gập càng sâu xuống càng tốt, gập càng sâu càng tốt. Nếu như có thể thì chống cái đầu của mình xuống thảm nhé, hai chân của mình vào trán. Trong quá trình tập các bạn cứ cố gắng thật thả lỏng ra, tập có cảm giác như vừa tập vừa ngủ ấy. Đừng quan tâm hay là tạo áp lực tới động tác làm gì nhiều. Cứ duy trì nhá. Duy trì nào. Duy trì. Duy trì. Sau khi chúng ta biết được cái triệu chứng của nó rồi thì chúng ta sẽ đi tìm giải pháp.
các giải pháp đấy thì nó sẽ phù hợp vào cái tình hình cụ thể hiện tại nhé. Có rất ít người là may mắn, thực sự là rất ít người may mắn mà gặp được những cái sự chia sẻ của một ai đó, có trải nghiệm của một ai đó họ đã từng bị. Có nghĩa là ta phải rất là may mắn, ta mới có thể gặp được những cái câu chuyện để mà biết trước được tình hình xảy ra, hoặc là mới bị nhẹ thôi, đã biết được rồi. Ví dụ như hàng xóm có một người ta bị rất là nặng rồi và họ đã chữa trị thành công hoặc là không thành công, thì cái sự chia sẻ của người ta với những người mới bị nó cực kỳ là có giá trị. Hoặc là các bạn có may mắn hơn thì là gặp Kim Toàn, gặp những cái bài chia sẻ của Kim Toàn trên YouTuber, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phòng tránh được. Thì mình sẽ tự lựa chọn cho mình cái giải pháp mà nó phù hợp, cực kỳ phù hợp với cái thời điểm của mình nhé. Rồi tiếp tục này, trùng đầu gối lại, trùng hai chân. Rồi vặn người nhá, trùng đỉnh thôi, vặn người nào. Xoay người sang bên trái, hạ thấp người xuống. Chứ không phải là giải pháp nào cũng có thể dùng ứng dụng cho tất cả mọi người. Tại vì cái thời điểm của mình nó sẽ quyết định là cái mình nên sử dụng cái giải pháp gì ngay. Giả thiết như bây giờ mà mình bị phình mạch ra rất là nhiều ở phía sau đầu gối rồi, mà bây giờ là mình vẫn dùng các cái giải pháp khác thì rất là không hiệu quả. Lúc đấy chỉ có đeo tất thôi thì hiệu quả nó sẽ là cao nhất, đúng không ạ? Còn nếu như mà chăm sóc sức khỏe nền tảng và dài hạn, cũng như để tránh cái trường hợp nó bị nại xong lại còn bị thêm nhé, thì các bạn nên chọn lựa những cái giải pháp sau. Thứ nhất là bổ sung các cái thực phẩm nuôi cái mạch đó, hay còn gọi là thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng cho mạch thì nhiều lắm, các bạn có thể tra Google hoặc có thể hỏi bất kỳ ai, người ta cũng có thể trả lời, đúng không ạ? Rồi từ từ buông lỏng, xoay phải. Cơ thể chúng ta ấy, thường chúng ta hay để ý tới là mỡ máu, có nghĩa là mỡ đóng ở trong mạch máu hoặc ở ngoài mạch máu, nhưng không bao giờ chúng ta để ý rằng cái mạch của chúng ta cũng cần trẻ và mềm mại. Như phụ nữ ấy, thường là chăm sóc bề ngoài rất là tốt, mọi người sợ xấu mà, thành ra có thể là nước da và vóc dáng của mọi người khá là ổn. Nhưng cái hệ thống mạch của chúng ta mà yếu đấy, mà nó bị già, nó bị khô đấy, thì cái lượng máu di chuyển rất là chậm, khó, đúng không ạ? Thì dẫn tới chúng ta bị khô mạch nhá, và già mạch. Thì ở đây nam giới là phát hiện rõ ràng nhất. Thường nam giới mà khô mạch, già mạch ấy, thì cái việc đầu tiên là vận chuyển máu về bộ phận sinh dục là không có. Thành ra hầu hết các anh tầm trên 40 đấy, hoặc tầm 45, 47 trở lên thì bắt đầu bị hỏng vấn đề về sinh lý. Các bạn có để ý thấy các cụ ở quê không? Ăn uống rất là thanh đạm, nhưng họ rất là khỏe mạnh đó. Rồi, tiếp tục này. Đẩy tay vào đầu gối hai bên, ngồi thấp xuống. Được ăn đâu hay ăn đó nhá. Hạ thấp trọng tâm xuống. Thấy rát, rất là rát ở trong khớp háng. Rồi, duy trì nhá. Cố gắng tập làm sao thật nhẹ nhàng, thoải mái vào. Có cảm giác như mình vừa tập vừa ngủ ấy. Đừng có áp lực lên động tác làm gì cả. Càng đơn giản càng tốt. Càng thoải mái càng tốt. Nào, duy trì nào. Rồi, xoay người sang bên phải nhé, nhổm dậy xoay sang phải. Nào, thế con rắn nhá, chống hai tay mở rộng bằng vai. Bước lùi chân, thế con rắn bẻ cong vào thắt lưng. Động tác khá là quen thuộc đúng không? Dựng bàn chân của chúng ta lên. Duỗi thẳng hai cánh tay. Cố gắng bẻ sâu xuống dưới thắt lưng một chút. 30% lượng máu từ tĩnh mạch chảy về tim được thông qua cái lực hút, thông qua việc chúng ta làm sao ạ? Co duỗi các cơ bắp, vặn xoắn các cơ bắp, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta co duỗi vặn xoắn các cơ bắp theo đúng cái khoa học của nó, đúng cái khoa học chữa bệnh nhá và dưỡng sinh nhá, thì các bạn tự động sẽ có cái cách hít thở nó rất là khoa học. Cụ thể trong quá trình chúng ta tập luyện này thì tự động chúng ta sẽ hít thở rất là khoa học thông qua cái tư thế và động tác vậy. Thì có nghĩa là chúng ta được thêm 30% nữa. Có nghĩa là bao nhiêu phần trăm ạ? 60% lượng máu đi về tim của chúng ta là thông qua quá trình vận động và hít thở đúng. Còn lại 30%, hơn 30% là do quá trình chúng ta sử dụng dinh dưỡng, nó làm hỏng cái van một chiều đó đi. Nếu như mạch của chúng ta có mỡ máu này, trong và ngoài này, mạch của chúng ta bị già, bị khô, giống như cái vết chai chân ấy, thì làm sao ạ? Cái độ mềm mại và cái du nhau, gọi là cái nhu động, dao động của cái độ mềm mại của cái mạch đấy nó không còn nữa, nó không thể tự hút máu về nữa. Các bạn hình dung ví dụ giống như cái ống nước mà chúng ta dọn bẻ cá đấy, chúng ta hút một cái, chúng ta ghé miệng, chúng ta hít một cái, thế là nó cứ tự chảy đấy, đúng không ạ? Còn bây giờ cái mạch của chúng ta nó tắc hết rồi, nó khô hết rồi,
nó đỡ hết rồi thì không hút được nữa đúng không ạ? Nào duy trì nhá. Rồi từ từ nâng người lên, đè về thế chó cho mình nào. Thật thoải mái thôi, nhẹ nhàng nào. Thường những động tác càng đơn giản, hoặc chúng ta thực hiện những động tác phức tạp nhưng mà chúng ta làm thì rất là đơn giản, thì hiệu quả càng cao. Có nghĩa là đừng dùng áp lực quyết liệt nhé. Chúng ta không cần biến đổi cơ thể. Các buổi sau Kim Toàn đã chia sẻ với các bạn rất nhiều cách để chăm sóc sức khỏe. Trong đấy một cách mà của các cái thiền sư yoga nhé, họ đã và đang sử dụng trên toàn thế giới luôn. Cái cách tiết kiệm năng lượng mới là một cái cách mà khoa học nhất. Thay vì chúng ta hướng ngoại tìm tất cả mọi thứ để chăm sóc bồi bổ cơ thể của mình, thì cái cách tiết kiệm sức khỏe mới là vô địch. Lấy cụ thể này, con rùa, đúng không? Nó vận động rất là chậm, nó tiết kiệm nhiên liệu một cách triệt để và nó ăn uống rất là thanh đạm. Thế tại sao nó lại sống rất là lâu, đúng không? Còn con hổ, con cọp không thể sống lâu bằng con rùa được, đúng không? Đây là thực tế nhá. Và con người cũng vậy thôi. Ai có các cái kỹ năng sử dụng nhiều loại sức khỏe hơn, tinh tế hơn, thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn, nhạy cảm hơn, thì đều sống chất lượng hơn, khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn. Cụ thể là nữ giới đấy ạ. Họ tận dụng được rất nhiều loại sức khỏe khác nhau, thành ra họ sống lâu hơn nam giới rất là nhiều, có thể đến 1-20 năm. Từ từ giữ thẳng người ra. Nào thế anh Hùng quỳ, khép hai chân lại với nhau, khép chặt gót. Nào thật thoải mái rồi, thả lỏng. Rồi khép chặt hai cái gót chân vào nhau. Rồi kẹp kẹp. Động tác rất đơn giản thôi, càng đơn giản thì càng hiệu quả. Kim Toàn giải thích tiếp nhé. Cái lượng dinh dưỡng chúng ta đưa vào người đấy, thường thì các bạn cứ nghĩ là mình ăn uống đủ chất là khỏe rồi, nhưng thực ra không phải đâu. Chúng ta có rất nhiều các loại thực phẩm chức năng khác nhau. Ví dụ như xương của chúng ta nó có ăn cơm đâu, xương của chúng ta nó ăn những cái thức ăn, chính xác là thức ăn có nguồn gốc canxi, đúng không ạ? Tóc của chúng ta nó ăn cái gì ạ? Hầu hết mọi người không biết tóc mình ăn cái gì, đúng không ạ? Tóc của chúng ta nó ăn đạm đấy, ăn đạm động vật đấy, đúng không ạ? Và còn mắt của chúng ta nó ăn cái gì mọi người có biết không ạ? Nó ăn mỡ. Mỡ ở đây là mỡ cá, mỡ động vật, đúng không ạ? Chứ nếu như chúng ta ăn mỗi dầu không đấy, mà lại là chỉ là dầu thanh đạm sạch sẽ quá, ví dụ như dầu cải hay dầu hướng dương ấy, thì lâu dần mắt của chúng ta cũng sẽ yếu đi. Có nghĩa là mỗi bộ phận nó ăn một loại thức ăn. Cụ thể ví dụ như các bạn rất là sợ yếu sinh lý nam giới thì các bạn hay ăn những thực phẩm cho chim chẳng hạn, cho bộ phận sinh dục của mình, đúng không? Thì nữ giới cũng vậy. Cho nên đừng coi nhẹ cái việc là chúng ta cung cấp thực phẩm chức năng nhé. Tuy nhiên chúng ta có thể có quyền lựa chọn những loại thực phẩm chức năng chúng ta có thể tự chế biến được ra, không nhất thiết là phải mua. Còn nếu như có điều kiện thì tốt nhất là mua uống cho nhanh cho nó tiện. Rồi chống tay trái sang bên, nghiêng người duỗi hai chân về trước, căng duỗi nào đủ đỉnh thôi, hít vào vươn lên thật nhẹ nhàng thoải mái thôi. Rồi trải dài người về trước thở ra thật thoải mái nhé. Cứ kéo được đến đâu hay đến đó, miễn là mình thấy dễ chịu và thoải mái. Kim Toàn chỉ tập tốt hơn một chút để tăng năng lượng của mọi người lên thôi. Nếu như các bạn tập các bài tập, các chuỗi bài tập của Kim Toàn, thì các bạn nên tìm hiểu về Kim Toàn một chút xíu để tăng cái niềm tin của mình lên. Và khi mình đã tin rồi thì mình tập nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Tránh cái trường hợp là mình cứ tập thử nó lãng phí thời gian của mình ra. Trước khi mình làm được việc gì đó thì tốt nhất là mình nên tìm hiểu một chút. Bây giờ các trang mạng xã hội truyền thông rất là nhiều, chúng ta chỉ có thể tìm hiểu sơ qua là thấy ngay thôi ạ. Duy trì nhá. Rồi vừa rồi là các cái giải pháp lựa chọn cho mình cái cách trị liệu làm sao, hỗ trợ chữa làm sao được cái căn bệnh giãn tĩnh mạch, cũng như cách phòng tránh, đúng không ạ? Thì cái cách tập yoga là một trong những cách hiệu quả nhất nhé. Lý do tại sao nó lại là hiệu quả nhất, tại vì nó sẽ giúp cho các bạn hình thành một cái thói quen tốt. Ở đây cái thói quen nhé, cái thói quen cực kỳ quan trọng. Tránh cái trường hợp là chúng ta chỉ có vấn đề rồi, khi có vấn đề rồi chúng ta mới đi tìm đến giải pháp. Ví dụ như các bạn bị đau bụng, thì trước khi bị đau bụng ta phải biết được nguyên nhân của đau bụng, đúng không ạ? Thì khi biết được nguyên nhân rồi thì ta sẽ tìm giải pháp rất là dễ. Tránh cái trường hợp mà ta đau bụng rồi ta mới đi tìm bác sĩ và ta quên luôn cái việc là làm sao nó bị đau bụng. Thì có nghĩa là như sao ạ? Chúng ta quá là hời hợt, chúng ta chả để ý gì đến mình cả.
từ từ buông lỏng nhổm dậy. Nào, co hai chân của mình lại, hai chân mở rộng bằng vai, thế vặn người nhá, chống tay trái về sau. Nào, đưa cái tay phải sang, rồi vặn. Động tác khá là quen thuộc nhưng mà hai chân mở rộng bằng vai nhé. Các bạn lưu ý này, tập trung sức vào cái khớp háng của chân trái, đẩy cái tay phải ra ngoài, đẩy cái tay phải của mình này sang bên trái, sao cho cái cẳng chân trái của mình nó vẫn chống, nhìn theo hướng về phía trước, xoay đầu, Kim Toàn xoay đầu về phía trước này. Rồi, thế cái cẳng chân của mình nó vẫn chống vuông góc cái mặt thảm, tránh cái trường hợp cái đầu gối chân trái của mình bị đẩy xuyên sang bên phải nhé. Nào, duy trì nào. Làm bất kỳ cái gì chúng ta cũng cố gắng hình thành cho mình một cái thói quen tốt. Mà muốn hình thành một thói quen tốt cực kỳ dễ. Các bạn chỉ cần mất 21 ngày thôi. Đấy là công thức nhá. Ta cứ lặp đi lặp lại một việc gì đó 21 ngày. Kể cả việc đó ta không thích. Ví dụ như này, ngày nào bạn cũng có thể thơm con của mình một cái vào buổi sáng, hoặc là hôn vợ của mình một cái vào buổi sáng. Cứ lặp đi lặp lại thật đều đặn trong vòng 21 ngày. Thì bạn sẽ vô tình hình dung ra là vô tình nhá, hình thành một cái thói quen rất là tốt. Mặc dù có thể cái thói quen đấy chỉ là thói quen thôi, nhưng vô tình nó đã trao cho mình cái giá trị của cả người nhận lẫn người trao, đúng không? Thì cơ thể của chúng ta cũng vậy. Các bạn cứ lặp đi lặp lại, tập luyện nghiêm túc với Kim Toàn sau 21 ngày thì tự động nó sẽ hình thành một thói quen rất là tốt. Lưu ý nhá, tập vào đúng một giờ nhất định và không được bỏ, chỉ 21 ngày thôi chúng ta sẽ hình thành một thói quen tốt. Từ từ buông lòng xoay lại, hai tay đặt lên gối, tiếp tục cái bàn này. Hai tay chống về sau cùng lúc, đừng nhìn. Chúng ta có thể ước lượng được, nhắm mắt và ước lượng mà, đúng không? Càng lớn tuổi chúng ta càng khéo léo. Di cái mông của mình về trước, rồi đẩy cao lên một chút, gập đầu lên nhìn vào bụng, hai đầu gối song song với nhau, duy trì thật đều đặn nào. Duy trì thật đều đặn nhá. Rồi, tuyệt vời, duy trì thật đều đặn. Cứ hít thở tự nhiên bình thường thôi. Sau khi chúng ta có 21 ngày để hình thành một thói quen mới, thì bây giờ để duy trì cái thói quen đó trở thành một điều gì đó nó giống như là bản năng ấy. Nó không chỉ là sở thích nữa, cũng không phải là đam mê nữa, mà nó đã ngấm vào tế bào của mình rồi. Nó giống như là một phần thiết yếu của cuộc sống. Thì các bạn buộc phải thực hành đến 90 ngày. Có nghĩa là sau 90 ngày, nếu như các bạn cho dù có không ưa Kim Toàn đi chăng nữa, không thích cái cách nói chuyện, thậm chí còn không thích cả những cái bài tập về cái cường độ của nó là hơi nhọc hoặc là hơi nhẹ, thì chỉ cần sau 90 ngày đều đặn, Kim Toàn cam kết với các bạn là các bạn thu được rất nhiều giá trị khác nhau. Không chỉ về thể chất, về cảm xúc, mà còn cả về cái thói quen nữa. Và vô hình dung mình sẽ ứng dụng được vào rất nhiều vấn đề khác nhau. Duy trì nhá, nâng cao một chút. Rồi, hạ xuống. Tiếp tục này, thế vặn người, bình tĩnh, đặt hai tay lên gối đã. Đừng bao giờ nhìn xuống dưới. Ta có thể thả lỏng một chút cổ tay, chống tay phải về sau. Nào, đưa tay trái sang, vặn. Lưu ý nhá, cái đầu mình phải xoay lại mình nhìn sao cho cái cẳng chân phải của mình nó không bị đẩy xuyên sang bên trái. Xoay đầu. Vấn đề giãn tĩnh mạch ở nữ giới là một vấn đề rất là nan dài. Có thể nói là căn bệnh này gần như không thể chữa khỏi được hoàn toàn. Rất là khó. Tại vì chúng ta không thể bới hết tất cả hệ thống mạch của mình lên để kiểm tra, kiểm soát được, đúng không ạ? Chỉ trừ khi chúng ta nhìn nó nổi lên bề mặt da mà bị nặng quá rồi chúng ta mới phát hiện ra. Trước đây thì ở nội thành thì người nội thành bị khá là nhiều, nhưng sau này các cái phương tiện chăm sóc sức khỏe chủ động cũng rất là nhiều, thành ra họ chủ động họ chữa được. Và bây giờ thì đến ngoại thành, một phần vì đời sống ngoại thành nó bắt đầu tốt dần lên, mọi người nhiều điều kiện hơn và có quan tâm đến sức khỏe sắc đẹp của mình nhiều hơn, thành ra mọi người mới biết là mình có cái vấn đề đó, đúng không ạ? Có rất nhiều người bị nhưng không biết. Rồi, duy trì nhá. Một số người bị nặng
không chỉ giãn ở đùi, ở chân nữa, mà còn giãn lên các bộ phận khác nữa. Nó gây rất là mệt mỏi. Mỗi vấn đề nó làm cho cơ thể của chúng ta yếu đi một chút. Ví dụ răng bị đau yếu một chút, đầu đau một chút, mắt kém một chút, tai kém một chút. Cứ mỗi thứ kém một chút nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi, có cảm giác như mình không hoàn hảo đấy. Và nếu như mình có nhiều vấn đề sức khỏe quá, cuối cùng mình là chấp nhận đấy, không còn năng lượng để làm việc nữa, mà chỉ là chấp nhận cuộc sống thôi. Được đến đâu hay đến đó, cứ sống tốt là được rồi. Rồi từ từ buông lỏng quay lại. Thật thoải mái nào. Có hai chân của mình vào lòng. Thế lưỡi câu ngồi, duy trì nhá. Thẳng lưng lên, ngón chân út cao bằng nhau. Hít vào sâu một hơi. Rồi thoải mái duỗi thẳng về trước, nhẹ nhàng thôi. Rất nhiều người họ rất là mạnh mẽ, họ lao động và làm việc rất là thông minh, họ thu lợi được rất là thu lượm được rất nhiều là nhiều lợi ích, nhiều tiền bạc, nhiều kết quả khác nhau. Một phần là do họ may mắn cái bộ gen của họ rất là khỏe mạnh, không những khỏe mạnh lại còn xinh đẹp nữa. Thế thì trong cái việc khỏe mạnh với xinh đẹp đó, họ không những chỉ là có nhiều năng lượng để học tập và làm việc, mà họ còn xinh đẹp, họ còn tự tin nữa, có nghĩa là trời ban cho họ những thứ đó. Trong khi đó họ lại càng có điều kiện, họ lại càng chăm sóc cơ thể tốt hơn, họ lại càng giàu có hơn. Không chỉ giàu có về tiền bạc mà còn cả sức khỏe lẫn sắc đẹp. Còn đại đa số mọi người đấy, không phải ai cũng may mắn như vậy. Có rất nhiều người đã nghèo rồi, nhưng lấy vợ lấy chồng thì cũng không chọn lựa được nhiều cô nào cô xinh, cô đẹp, cô khỏe mạnh. Chả ai người ta lấy một người vừa nghèo mà lại vừa yếu cả, đúng không? Thì chúng ta thì thôi thì không có, thì hai người yếu dựa vào nhau, ba người yếu dựa vào nhau thì lại càng yếu thêm. Ra cái thế hệ F2, F3 này rất là mệt mỏi. May mắn thì được ra được một cái thế hệ tiếp theo nó khỏe mạnh là tốt. Còn không nhiều, đôi vợ chồng đã yếu rồi. Lấy con lấy cái vào, đẻ con đẻ cái lấy nhau rồi, đẻ con đẻ cái lại ra cái thế hệ tiếp theo rất là yếu đuối hơn. Đã mệt mỏi, càng mệt mỏi hơn đúng không? Thì ở Tây là họ, các cái nước tiên tiến ấy, họ có các cái giải pháp làm sao để kiểm tra trước cái tình trạng đó, để tránh cái trường hợp chúng ta nhiều đôi đến với nhau mà còn làm mệt mỏi nhau nhiều hơn. Thì sau nhiều năm làm việc ấy, thậm chí những khóa huấn luyện viên bây giờ của Kim Toàn là cũng có rất nhiều anh chị như vậy. Từ từ buông lỏng nhổm dậy. Giữ hai chân của mình về trước. Nào lật cái cày, nhích mông nào. Lật cái cày. Hai tay chống đỡ vào hai bên hông. Trùng hai cái đầu gối chạm vào vai, hai bên vai đúng không ạ? Trong cái khóa huấn luyện viên Kim Toàn đang dạy buổi tối, có hai anh chị người ở đảo Lý Sơn. Hai vợ chồng đều là huấn luyện viên yoga. Và hiện tại thì hai anh chị ấy có hai cô con gái, một cháu 5 tuổi, một cháu 7 tuổi. Hai cháu đều có vấn đề về máu trắng. Và hai vợ chồng thì phải xác định là chấp nhận là thôi đến đâu hay đến đó. Có nghĩa là cứ duy trì được đến đâu hay đến đó. Thì các bạn hình dung là đôi khi chúng ta đã không may mắn ở sống ở một cái nơi nó ít cái điều kiện tốt. Giả thiết bây giờ một người nào đó rất là khỏe mạnh, xinh đẹp, nhưng mà người ta lại sống ở trên rừng thì cũng không có cái cơ hội tiếp cận để phát huy, đúng không? Đây là anh chị lại còn sống ở đảo, mà đảo thì có cái gì đâu. Tiếp theo đó lại sức khỏe lại kém, bộ gen lại kém nữa. Thành ra ra thế hệ con cái rất là thiệt thòi, cũng lại kém thêm, không may mắn. Rồi duy trì nhá. Họ có rất nhiều yếu tố. Thì thông qua cái việc đó mình phát hiện ra, mình cũng phải phát hiện ra trời không ban cho ai riêng một cái gì cả. Có thể cho mình cái này nhưng mà lại làm hỏng của mình cái khác. Thì mình khi mình biết rồi, mình chủ động rồi, mình nghiêm túc một chút, thì mình sẽ kiểm soát cái tình hình để làm sao nó đỡ nặng hơn. Tránh cái trường hợp khi cái sự việc nó xảy ra, chúng ta lãng phí quá nhiều nguồn lực, nó làm kiệt lực của chúng ta. Không chủ quan được. Rồi từ từ lăn tròn. Lăn tròn. Thôi ngồi dậy. Bài ngày hôm nay khá là nhẹ nhàng, chính vì vậy chúng ta không cần thư giãn nhiều. Rồi, bài của ngày hôm nay khá là nhẹ nhàng đúng không? Các bạn cũng có cảm thấy rằng chúng ta chỉ thiên về thư giãn đúng không? Nhẹ thực ra là nhẹ đối với những người mà có cái tâm thái tập làm sao mà thật thư giãn, thật thoải mái, thật chăm sóc cơ thể thôi. Còn nếu như chúng ta gò ép cũng động tác như vậy
chúng ta gò ép thì sẽ có lượng vận động nó sẽ khác hoàn toàn đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Hôm nay Kim Toàn sẽ chia sẻ và chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề giãn tĩnh mạch nhé. Kim Toàn sẽ tổng kết lại cả có bài chia sẻ ngày hôm nay, bài yoga ngày hôm nay để các bạn hình dung và nhìn rõ hơn một chút nhé. Chứng giãn tĩnh mạch đúng không ạ? Rồi, thì điều đầu tiên để tìm hiểu về chứng giãn tĩnh mạch, chúng ta phải hiểu cái chức năng làm việc của cái tĩnh mạch. Thì ai cũng biết rồi đúng không ạ? Tĩnh mạch nó có chức năng là đưa máu của chúng ta trở về tim. Sau khi máu đã đưa năng lượng đi khắp cơ thể thông qua động mạch thì máu phải trở về chứ, để làm sạch, làm gì đó đúng không ạ? Thông qua việc này làm cái việc này việc khác, làm gì đó đúng không ạ? Thì khi trở về tim đấy, khi máu trở về với tim, kết quả cuối cùng đấy thì có 3 đường nhá, 3 đường. Đường thứ nhất là lực hút, thông qua lực hút, mà cái lực hút ở đây là do cái quá trình chúng ta co duỗi chân tay hoặc vặn xoắn hoặc ngoáy hoặc là di chuyển toàn thân đúng không ạ? Thì nó tạo ra một cái lực hút, hút máu trở về. Và cái điều thứ hai là thông qua lực hít, có nghĩa là chúng ta phải hít thở sâu nhiều. Thế thì là các bạn có suy ra không ạ? Những cái người mà cứ ngồi gù lưng như này, buồn chán, mệt mỏi, stress căng thẳng đúng không? Họ mệt mỏi đến ngưỡng mà họ chả thiết thở nữa. Họ thở nó ngắn lắm, nó cứ thều thào, nó mệt mỏi. Thì càng làm cái điều đó thì cơ thể mình càng xuống cấp đúng không ạ? Thì cố gắng nhé, các bạn chỉ cần ngồi thẳng cái lưng lên thôi là tự động mình nó hít thở sâu rất là sâu rồi. Và cái điều cuối cùng là thông qua cái chế độ dinh dưỡng. Thì không phải ai cũng may mắn có đủ được cái dinh dưỡng mà đưa vào cơ thể. Có nhiều người thực sự là ăn còn không đủ đâu. Thì ăn đại cái gì cho nó xong chuyện, sống đã. Thì lấy đâu ra sức khỏe để mà làm sao ạ? Để mà ăn cho cái mạch được. Nhưng cái đấy chỉ là 30% nhé, trên 30% rồi đúng không ạ? Còn lại chúng ta có tới 60% là thông qua việc khác rồi mà. Có nghĩa là trong trường hợp chúng ta có nghèo đi chăng nữa, chúng ta vẫn có cách để phòng tránh không bị giãn tĩnh mạch, đúng không ạ? Vừa rồi là 3 cái đường mà đưa máu trở về tim, những cái chức năng của tĩnh mạch đúng không ạ? Sau khi chúng ta hiểu được cái chức năng nhiệm vụ của nó rồi thì ta sẽ biết tìm đến là nguyên nhân tại sao lại xảy ra cái vấn đề giãn tĩnh mạch. Thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng là cái chức năng của nó làm việc như thế nào, thì chúng ta làm hỏng cái chức năng làm việc của nó thì nó sẽ làm sao ạ? Tạo ra cái nguyên nhân đó thôi. Thứ nhất là chúng ta không vận động, hoặc vận động sai cách, hoặc do cái ngành dọc của chúng ta không có vận động. Có thể là ngồi lái xe này, cũng có thể đứng dây chuyền làm công nhân đúng không ạ? Hoặc cũng có thể nấu nướng rất là nhiều thời gian trong ngày, hoặc có thể là ngồi làm việc bàn giấy văn phòng rất là nhiều đúng không ạ? Thì sẽ dẫn tới làm sao? Giảm 30% cái năng lực hút máu về của cơ thể, của tĩnh mạch thông qua cái việc vận động đúng không ạ? Cái thứ hai là thông qua cái quá trình mà mình cứ căng thẳng, mệt mỏi, stress căng thẳng đấy, mình ngồi gù lưng và cái công việc của mình nó nhọc quá, đâm ra mình cứ phải gồng người lên, mình nín thở, mình làm việc đúng không? Thì mình mất thêm 30% nữa. Và cuối cùng là cái chế độ dinh dưỡng của mình bị thiếu, có thể thiếu trong chu kỳ sinh nở. Đối với nữ giới thì đại đa số chúng ta bị xuống cấp cơ thể trong chu kỳ sinh nở nhá. Và thường là nữ giới bị cái vấn đề này thì đại đa số là ở nội thành đấy, thì là tầm khoảng trên 40 một chút, là ở cái độ tuổi khoảng tầm 8x 7x, thì là hay bị 6x là hay bị. Còn đội trẻ bây giờ các con sướng lắm, nhàn lắm. Thậm chí ở quê bây giờ đội trẻ cũng không bị nhiều đâu, trừ khi nào miền núi khó khăn thì mới bị thôi. Rồi, đấy là cái nguyên nhân nhá. Thì còn cái triệu chứng thì triệu chứng Kim Toàn không cần phải kể đúng không? Chỉ cần liệt kê sơ sơ thôi. Tại vì ai có người có chứng giãn tĩnh mạch thì người ta mới quan tâm đúng không? Cái triệu chứng đầu tiên là ta chỉ cần nhìn xung quanh cái chân đùi chúng ta thôi. Ta thấy một chỗ và một vài chỗ nào đó nó tím bầm tím dập rồi. Cái mạch của chúng ta nó rối rắm, nó tím bầm tím dập rồi. Còn nếu bị nặng quá thì nó bị đằng phía sau đầu gối đấy. Phía sau đầu gối nó sùi lên giống như cái con đỉa đấy, nó có to bằng ngón tay giữa này. Nó chẳng chịt, nó cộm lên, rất là xấu, rất là mất mỹ quan đúng không ạ? Đó là những cái triệu chứng mà đơn giản nhất ta nhìn thấy bằng mắt nhé. Còn nhạy cảm hơn một chút thì ta thấy nó tê bì đúng không? Hoặc là đau. Đấy, nó nặng đến mức độ mà tê bì và đau thì khá nặng rồi đấy. Có nghĩa là máu không vận chuyển được nữa rồi, chỗ đấy nó bị giãn hết mạch rồi. Và cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là tất cả ba cái yếu tố đó nó tạo ra cái vấn đề đó. Thì các bạn bây giờ phải nhớ lại nhé, cái nguyên nhân nó tạo ra cái kết quả đó mà. Thì sau khi chúng ta hiểu hết rồi, chúng ta mới tìm đến cái giải pháp. Mà cái giải pháp nó rất là khó ở chỗ này này. Thì bây giờ chúng ta phải đánh giá được cái tình hình hiện tại của mình, nó đang ở bị ở ngưỡng nào. Nếu như nó chỉ hơi giãn mờ mờ một chút xíu thôi thì chúng ta chỉ cần làm sao ạ? Tập thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ thì tự động nó sẽ khỏe lên, đúng không ạ? Và vui vẻ thêm một chút, đừng căng thẳng quá, đừng mệt mỏi quá, đừng stress quá. Tóm lại là đừng nên đày đọa cơ thể mình nhiều quá thì chúng ta sẽ xử lý được vấn đề đó. Còn nếu như nặng hơn một chút, nó đã tê bì rồi thì chúng ta cũng vẫn có thể xử lý được nhá. Còn trừ khi mà bị đã phồng lên bằng ngón giữa này rồi thì khó lắm. Lúc đấy thì chỉ buộc phải sử dụng là làm sao ạ? Đeo tất y tế thôi. Còn nếu như không có các cái điều kiện phẫu thuật thì buộc phải chấp nhận sống chung với lũ thôi. Mà thường ở độ tuổi mà bị phồng lên như này rồi thì chúng ta cũng phải trên 40 rồi, đúng không ạ? Trên dưới 40 rồi thì có nghĩa là thôi, duy trì được đến đâu hay đến đó. Chứ còn chữa trị đôi khi nó cũng chả đạt hiệu quả cao, mà nó rất là mệt mỏi, lãng phí rất là nhiều nguồn lực. Thì chúng ta cố gắng tìm cho mình cái giải pháp phù hợp với tình hình hiện tại nhé.
Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại những video hữu ích về chia sẻ của Kim Toàn ở lần tiếp theo. Cảm ơn nhiều.